Cô Bích Ngọc xin chào các em. Hôm nay cô hướng dẫn các em học bài 11 liên kết ý ống của chương trình hóa học lớp 10. Mục tiêu của bài học 1 là trình bày được khái niệm và sự hình thành liên kết ý ống. Nếu một số ví dụ điển hình tuân theo quy tắc octet. 2 là nếu được cấu tạo tinh thể NaCl giải thích được vì sao các hợp chất ý ống thường ở trạng thái rắn trong điều kiện thường, tức là dạng tinh thể ý ống. 3 là lắp được mô hình tinh thể NaCl theo mô hình có sẵn. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung thứ nhất, một sự tạo thành ý ống. Kim loại điển hình, ví dụ sodium phản ứng rất mạnh với phi kim điển hình. Ví dụ chlorine tạo ra hợp chất ý ống. Khi đó, nguyên tử kim loại nhường electron tạo thành ý ống mang điện tích dương, đọc là cation. Còn nguyên tử phi kim nhận electron để trở thành ý ống mang điện tích âm, đọc là anion. Có thể mô tả quá trình tạo thành ion ống như sau. Na có Z bằng 11. Vì vậy, cấu hình é 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Và nó sẽ nhường đi một electron ở lớp ngoài cùng này. Và trở thành ion ống mang điện tích Na cộng. Cấu hình é 1S2, 2S2, 2P6. Vậy khi trở thành ion Na cộng thì số e lớp ngoài cùng bằng 8, đạt cấu hình của khí hiếm neon kê nó. Và tên gọi là chúng ta tên của nguyên tố kim loại đó, và đằng trước là viết cation có nghĩa là ion dương. Còn nguyên tử Cl có Z bằng 11. Cấu hình é là 1S. Cô xin lỗi, S bằng 17 nhầm. Cấu hình é là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3P5. Vậy số é lớp ngoài cùng là bằng 5. Do đó nó có khuynh hướng là nhận electron và nhận một é để trở thành cấu hình é lớp ngoài cùng là 3S2, 3P6 và trở thành anion, là ion âm, chlorine. Thì bên này đọc là chloride, CL trừ. Nhận bao nhiêu e thì điện tích âm bấy nhiêu. Vậy sự tạo thành ion dương đọc là cation. Và bên này là tạo thành ion âm. Lưu ý rằng số đơn vị điện tích của ion dương thì bằng số e mà nguyên tử đã nhường. Ví dụ Na, các em biết quá trình hình thành ion Na cộng lên dương một e. Có tên gọi là cation sodium. Mg nhường 2e thì điện tích là dương 2. Và tên gọi là cation magnesium. Al nhường số e lớp ngoài cùng là 3. Và có tên gọi Al3 cộng là cation aluminium. Còn số đơn vị điện tích âm của ion âm ấy đọc là anion thì bằng số electron mà nguyên tử đã nhận. Ví dụ Cl có 7e lớp ngoài cùng thì nhận 1 tạo thành Cl trừ, có tên gọi anion chloride. Ether cộng 1e tạo ra ether trừ, đọc là anion fluoride, chloride. S cộng 2e tạo ra S2 trừ, đọc là anion sulfide. Và các em lưu ý rằng nhận bao nhiêu e thì điện tích âm bấy nhiêu. Các ion thường có cấu hình é bền vững của khí hiếm gần nhất với
Nguyên tố tạo thành ion đó trong bạn. Ví dụ Na, Mg và Al thì sẽ tạo ra ion Na cộng, Mg 2 cộng, Al 3 cộng. Ở đây là giống cấu hình của khí hiếm niệm. Còn F trừ cũng giống cấu hình niệm, có Cl trừ và S2 trừ thì giống argon. Kiềm kê nó. Ngoài các ion được tạo thành từ nguyên tử gọi là ion đơn nguyên tử như Na cộng, Mg 2 cộng, Cl trừ thì còn có các ion tạo thành từ hai hay nhiều nguyên tử, chúng ta gọi là ion đa nguyên tử. Ví dụ NH4 cộng, OH trừ, NO3 trừ, HCO3 trừ, SO42 trừ hoặc là PO43 trừ. Vậy thường thường các anion ấm này, đây là các gốc axit. Gốc axit thì mang điện tích ấm và về mặt đại số thì bằng hóa trị của gốc axit đó. Các em sẽ làm bài tập số 1, 2, 3 và sách giáo khoa. Câu 1 là hoàn thành các sơ đồ sau. LI tạo ra LI cộng điện tích bao nhiêu thì nhân số E bấy nhiêu. Vậy nhân 1 E. BE nhân 2 E thì tạo ra ion BE2 cộng. B trừ. Bên này thì chắc chắn phải nhận 1 E. Còn O nhận 2 E thì được O2 trừ. Số E nhận bao nhiêu thì mang điện tích âm bấy nhiêu. Còn nhân bao nhiêu thì tạo ra ion mang điện tích dương bấy nhiêu. Viết cấu hình của các ion K cộng, Mg2 cộng, F trừ và S2 trừ. Mỗi cấu hình đó giống với cấu hình của khí hiếm nào? Thì K cộng, để cô viết trên này nhé. Đối với K thì cấu hình E là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Đấy là cấu hình của K. Về K cộng thì nhân đi số E lớp ngoài cùng này. S2 trừ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ viết S là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. 2 trừ thì nó nhận 2E. Vì vậy bây giờ sẽ là 3P6. Và S này 2 trừ. Hai cái này giống khí hiếm argon. Cấu hình ấy. Còn Mg2 cộng, Mgz bằng 12, cấu hình E 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Vì vậy để tạo ra Mg2 cộng thì nhường đi 2E ở lớp ngoài cùng này. Sau đó cấu hình 2 cộng. F có Z bằng 9, 1S2, 2S2, 2P5. Vì vậy nó sẽ nhận thêm một E nữa để tạo ra F trừ và tạo ra cấu hình 2P6. Vậy hai ion Mg2 cộng với F trừ thì giống cấu hình của khí hiếm niệm. Đó là câu số 2. Câu 3, vì sao một ion O2 trừ thì lại kết hợp được với hai ion Li cộng? Các ion mang điện tích trái dấu hút nhau. Vậy nó sẽ tạo ra một phân tử trung hòa về điện. Vậy O2 trừ sẽ liên kết với hai ion Li cộng để tạo thành phân tử Li2O trung hòa về điện. Hai lớn sự tạo thành liên kết ion. Ví dụ sodium chloride. Tức là NaCl. Khi cho kim loại sodium kết hợp với phi kim chloride, tạo thành các ion Na cộng và Cl trừ. Các ion này mang điện tích trái dấu sẽ hút nhau để tạo thành liên kết ion. Có thể biểu diễn sự tạo thành liên kết ion trong phân tử NaCl như sau. Ở đây chúng ta sẽ có hai cách. Cách 1. Các em sẽ viết Na và cấu hình E của Na cộng.
1S2 anh nữa, 1S2 2S2 2P6 3S1. Kết hợp với CL có dãy băng V7 cấu hình E 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5. Vậy trong trường hợp này một electron ở 3s của Na sẽ nhường cho CL. Vì vậy trở thành ion Na cộng, cấu hình E bây giờ là 1s2 2s2 và 2p6. Có 8 E ở lớp ngoài cùng đạt cấu hình của khí hiếm neon kê nó. Còn CL nhận 1 E tạo ra CL trừ. Vậy ban đầu 3s2 3p5 thì bây giờ trở thành 3s2 3p6. Các em sẽ mô tả như thế này. Hoặc là cách số 2. Thì các cái chấm này các em lưu ý đến là E hóa trì Na có một E hóa trì sẽ nhường cho CL trừ. CL trừ có 7 E hóa trì và một E này là một E độc thân. Và nó tạo ra Na cộng với CL trừ. Hai ion này hút nhau để tạo ra NaCl. Đó. Vì vậy ở trong phần này đã có các câu hỏi là mô tả sự hình thành liên kết ion trong một cái phân tử mà chứa liên kết ion, thì các em có thể giải theo hai cách nhé. Ví dụ số 2. Calcium chloride. Khi nguyên tử calcium kết hợp với phi kim chloride tạo ra hợp chất, tạo ra các ion Ca hay cộng và CL trừ. Các ion này mang điện tích trái dấu sẽ hút nhau để tạo thành liên kết ion. Có thể biểu diễn sự hình thành liên kết ion trong phân tử NaCl như sau. Ở đây chúng ta đang biểu thị theo cách số 2. Thì cách số 2 các em lưu ý là chỉ biểu thị E hóa trì thôi. Trên mỗi nguyên tử Ca ở nhóm 2A thì có 2 E hóa trì, sẽ chia đều ra, mỗi sẽ nhường cho mỗi nguyên tử Cl một E và trở thành ion Ca hai cộng. Còn Cl nhận một E thành Cl trừ. Và để tạo ra phân tử trung hòa về điện thì một ion Ca hai cộng sẽ hút hai ion Cl trừ tạo ra phân tử CaCl2. Vậy các em lưu ý khi mô tả theo cách hai này chúng ta sẽ có hai quá trình. Quá trình thứ nhất là hình thành các ion và quá trình thứ hai là các ion sẽ kết hợp với nhau để tạo thành phân tử trung hòa về điện. Vậy chúng ta có định nghĩa hoặc là khái niệm lực hút tĩnh điện. Lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu trong phân tử hay trong tĩnh thể thì tạo ra liên kết ion. Hay là cách khác, liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu. Và thông thường thì liên kết ion thường được hình thành giữa kim loại nhưng mà điển hình, tức là kim loại mạnh này, và phi kim điển hình cũng là phi kim mạnh. Tiếp tục là các hợp chất được tạo nên từ các ion đó thì được gọi là những hợp chất ion. Vậy ở đây có khái niệm hợp chất ion là hợp chất được tạo nên từ các ion. Và liên kết ion thường được hình thành giữa nguyên tử kim loại điển hình và phi kim điển hình. Các em lưu ý ở chỗ này cho cô. Vậy ở cái phần này sẽ có 3 ý nhé. Bài số 4. Cho các ion Na cộng, Mg2 cộng, O2 trừ, Cl trừ. Những ion nào có thể kết hợp với nhau để tạo thành liên kết ion? Rõ ràng là ion âm thì sẽ bị hút bởi ion dương. Vậy ion Na cộng với Cl trừ sẽ tạo ra hợp chất là NaCl. Ion Mg2 cộng và Cl trừ thì tạo ra hợp chất MgCl2 để hút nhau. Ion Na cộng và O2 trừ thì sẽ tạo ra hợp chất Na2O trung hòa về điện. Và Mg2 cộng và CLO trừ hai trừ thì tạo hợp chất MgO trung hòa về điện.
Câu 5 là mô tả sự hình thành liên kết ion trong calcium oxide. Calcium tức là Ca. Oxide này là oxy, về công thức phân tử là CaO. À, thì A nhỏ. Ở đây chúng ta viết theo cách 1, Ca có 2 e hóa trì kết hợp với O có 6 e hóa trì tạo thành ion Ca2 cộng và O2 trừ. Hai ion này trái dầu hút nhau tạo thành CaO. Còn câu B nhỏ mô tả sự hình thành trong cái phân tử magnesium chloride. Cl có 7 e hóa trì và có một e độc thân ở đây. Kết hợp với Mg. Mg có 2 e hóa trì. Tạo thành Cl trừ và ion Mg2 cộng. Một ion Mg2 cộng sẽ hút hai ion Cl trừ để tạo thành phân tử MgCl2 trung hòa về điện. Sáng mục ba lớn tinh thể ion, một nhỏ là cấu trúc của tinh thể ion. Các ion được sắp xếp trong không gian theo một cái trật tự nhất định theo cởi mạng kiểu mạng lưới, trong đó các ion ở của mạng lưới là các ion dương, là các nút ở mạng lưới là những ion dương và những ion âm được sắp xếp luân phiên liên kết chặt chẽ với nhau do sự cân bằng giữa lực hút của các ion trái dầu hút nhau và lực đẩy. Thì các ion cùng dầu và tạo nên màng tinh thể ion. Ví dụ xét các tinh thể muối ăn ở hình 11.1. Hình A là mô hình đặc. Ở các cái nút màng này luân phiên là những ion Na cộng đi đến Cl trừ đến Na cộng. Vậy B là mô hình rỗng, nên các em quan sát nếu một wiki hạt muối á, quan sát thì nó bao giờ cũng có hình hình khối, đó là hình lập phương. Các em có đập nhỏ nữa thì nó vẫn là hình lập phương. Trong tinh thể sodium chloride, mỗi ion sodium được bao quanh bởi 6 ion chloride gần nhất, và mỗi ion chloride cũng được bao quanh bởi 6 ion sodium gần nhất. Trong tinh thể ion, số ion cùng dấu bao quanh một ion trái dấu phụ thuộc vào kiểu mạng lưới, số điện tích và kích thước ion. Và do lực hút giữa các cây sân và anion không có tính bão hòa và tính định hướng, nên chúng có xu hướng hút lẫn nhau, tạo ra mạng lưới các ion trong không gian 3 chiều. Hai nhỏ, độ bền và tính chất của các hợp chất ion. Hợp chất ion tức là những cái hợp chất mà chứa liên kết ion. Một là trong tinh thể ion, giữa các ion có lực hút tĩnh điện rất mạnh, nên các hợp chất ion thường là chất rắn, khó nóng chảy, khó bay hơi ở điều kiện thường. Hai là do lực hút tĩnh điện rất mạnh, nên các tinh thể ion khá chắc chắn, rắn, khá rắn chắc nhưng khá giòn. Đấy chính là tính chất đặc trưng của tinh thể ion. Ví dụ tinh thể muối ở dạng rắn cứng, nhưng khi tác dụng một lực mạnh thì bị vỡ vụn. Cái tính chất thứ ba là các hợp chất ion thường tan nhiều trong nước.
Gió khi tan trong nước, các ion bị tách ra khỏi mạng lưới tinh thể, chuyển động khá từ gió và là tác nhân dẫn điện. Ở trạng thái rắn, các ion không di chuyển từ gió được, nên hợp chất ion không có tính dẫn điện. Nhưng ở trạng thái nóng chảy, thì các ion có thể chuyển động khá từ gió, nên hợp chất ion dẫn được điện. Đây có bốn cái đặc điểm đúng biết tính chất của hợp chất ion mà các em cần lưu ý. Về phần thí nghiệm thử tính dẫn điện của hợp chất thì chúng ta sẽ xem ở trong cái video của cô đề ở phần bình luận nhé. Chuẩn bị muối rang hạt, dung dịch muối ăn bão hòa, dung dịch nước đường, dụng cụ thử tính dẫn điện và cốc thủy tinh. Tiến hành sử dụng dụng cụ thử tính dẫn điện như hình 11.3, lần lượt cho chân kim loại của dụng cụ thử dẫn điện tiếp xúc với các một là với dung dịch nước đường, hai là muối ăn khám, ba là dung dịch muối ăn bão hòa. Nếu đen sáng thì chất dẫn điện, đen không sáng thì không dẫn điện. Và chúng ta sẽ xem thí nghiệm và thấy rằng ở dung dịch dẫn được điện, đó là dung dịch muối ăn bão hòa, cái này dẫn điện đen sáng. Còn hai thí nghiệm này đen không sáng thì dung dịch không dẫn điện. Về lưu ý đấy là muối ăn khám không dẫn được điện. Câu hỏi của sách giáo khoa, vì sao muối ăn có nhiệt độ nóng chảy cao khoảng 801 độ C? Đó vì muối ăn là NaCl, là hợp chất ion thì nhiệt độ nóng chảy cao thôi. Hợp chất ion dẫn được điện trong trường hợp nào và vì sao? Dẫn điện trong trường hợp là khí tan vào nước. Hoặc là khí nóng chảy. Lý do là do nó đã bị các ion bị tách ra khỏi mạng lưới, chuyển động khá tự do. Và là tác nhân dẫn điện. Về bài học ngày hôm nay, các em cần nắm một là nguyên tử nhường electron tạo thành cây sân hoặc nhận e thì tạo thành anion. Hai là liên kết ion trong phân tử hay tinh thể được tạo thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu. Liên kết ion thường được hình thành giữa nguyên tử kim loại điển hình và phi kim điển hình, tức là mạnh đấy. Và phân tử thu được là hợp chất ion. Ba là cấu trúc mạng tinh thể ion. Các ion được sắp xếp theo trật tự nhất định trong không gian theo kiểu mạng lưới. Ở các nút mạng là các ion mang dương và ion ấm sắp xếp luân phiên liên kết chặt chẽ với nhau do có sự cân bằng giữa lực hút và lực đẩy. Và bốn là hợp chất ion thường là chất rắn có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi sẽ cao, có khả năng dẫn điện nhưng lưu ý là khi tan trong nước hoặc là khi nóng chảy, còn ở trạng thái rắn và khan thì không có. Vậy cô Bích Ngọc đã hướng dẫn các em học xong bài 11. Hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo nhé. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em.